Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến tin hot nhà đất Hải Phòng, lại là tôi. Happy Home TV đây. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một căn nhà ngay gần mặt đường Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng, với thiết kế hiện đại, 4 tầng mà giá chỉ từ 1,8 tỷ. Trước khi đến với thông tin chi tiết, các bạn hãy bấm đăng ký để nhận được nhiều thông tin sản phẩm nhà đất đẹp, giá tốt tại Hải Phòng nhé. Bước vào ngay ngõ của ngôi nhà, ta đã thấy một bãi để xe ô tô vô cùng rộng rãi, có bảo vệ trông coi ngày đêm, vậy thì còn tuyệt vời gì hơn nữa. Ngôi nhà xây dựng ngay gần mặt đường Ngô Gia Tự, thiết kế 4 tầng, đường rộng, trải nhựa rất đẹp, ô tô vào tận nhà. Do có bảo vệ nên các bạn có thể thấy xe máy của các hộ dân quanh khu nhà hết ngoài ngõ, không cần phải cất vào trong nhà, vừa chật lại vừa mất công lau dọn. Xung quanh khu nhà với mật độ dân cư đông đúc, văn minh, không gian sống lý tưởng cho khách hàng tầm trung. Mặt tiền ngôi nhà bố trí rất đẹp với màu sơn trắng, ban công giả biệt thự, đi vào trong là một không gian thoáng đãng, không khí lưu thông mát mẻ. Bây giờ, hãy cùng mình tham quan bên trong căn nhà nhé. Bước vào căn nhà, ngay đầu tiên chúng ta thấy cửa chính ngôi nhà rất rộng với chiều ngang 4m. Tổng diện tích căn nhà là 48m², hướng nam mát mẻ, cửa cuốn điện chống trộm, cửa kính cường lực, gara ô tô rất rộng để được các dòng xe to nhất hiện nay. Đi vào là phòng bếp rộng rãi, bàn ăn bố trí vừa vặn, tủ lạnh đời mới, vân vân. Phía sau ngôi nhà là một khoảng sân sau rất rộng, để được rất nhiều đồ đạc, hút gió sạch, giúp lưu thông căn nhà. Tủ bếp được làm bằng gỗ sồi, màu sắc lại hài hòa với màu sơn của căn nhà. Tại tầng 1 này còn được bố trí một nhà vệ sinh, tiện nghi cho việc sinh hoạt đông người. Tiếp đến, các bạn thấy cầu thang bố trí chính giữa ngôi nhà, cầu thang kính đá đen, tay vị gỗ, mang lại phong cách hiện đại cho căn nhà. Lên tầng 2 bao gồm một phòng khách lớn với kệ gỗ để cây, hoa, vật liệu trang trí, thỏa sức cho những ai có sở thích trang trí nội thất nhà. Phòng khách không thể thiếu được cửa sổ, ở đây cửa sổ rất thoáng mát, giúp cho phòng khách luôn được lưu thông. Nếu trong phong thủy, người ta gọi là thoát khí tốt. Tầng 2 còn có một nhà vệ sinh rất rộng, vòi hoa sen, bình nóng lạnh đầy đủ. Chất liệu nhà vệ sinh đều của hãng Toto. Đối diện phòng khách là phòng ngủ chính, khá là rộng rãi, cửa nhựa lõi thép chống trộm, cách âm, đảm bảo sự riêng tư cho gia chủ. Các có bạn thấy, có một cháu bé đang ngủ rất say, chứng tỏ phòng lọc âm rất tốt. Lên tầng 3 với cấu trúc 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Vệ sinh, theo mình quan sát thì phòng ngủ ở đây rất rộng rãi, kê được giường, tủ quần áo, tủ trang điểm, vân vân. Nội thất ngôi nhà bố trí hài hòa, ga màu trầm của gỗ mang sự ấm áp. Cửa sổ lớn, với chất liệu rèm tối, vừa hấp thụ ánh sáng nhiều vừa làm dịu ánh nắng khi mùa hè tới. Đặc biệt, trong nhà tắm đã được lắp đặt hệ thống đèn sưởi, yên tâm cho bạn vào những mùa đông. Tiếp tục cùng mình lên tầng 4 nhé. Tầng 4 bao gồm phòng thờ với ban công rộng rãi. Đối diện phòng thờ là sân phơi, thoáng mát, khung sắt đỡ chắc chắn, an toàn cho nhà có trẻ nhỏ. Như vậy, quý vị vừa cùng em tham quan hết căn nhà, thật tuyệt vời phải không? Với diện tích từ 48m² xây dựng 4 tầng đường rộng rãi, lại ngay gần mặt được Ngô Gia Tự mà giá chỉ từ 1,8 tỷ, một mức giá quá hợp lý. Đến đây xin cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị yêu thích căn nhà hoặc cần thêm thông tin gì thì xin liên hệ theo số hotline của chúng tôi 0825 257 666 hoặc 02253 513 666. Xem nhiều sản phẩm hơn tại website happyhomehaiphong.com. Nếu thấy video hay, bổ ích, mời quý vị bấm đăng ký và bật chuông thông báo kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Happy Home, nơi hạnh phúc trở về.